Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi chiều của đài CBN qua phần trình bày của Quang Nhật và Ngọc Quỳnh. Và ngay sau đây chúng tôi xin được tiếp tục với phần tin Hoa Kỳ, mở đầu với Quang Nhật. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên trong phần tin Hoa Kỳ cho biết là Tổng thống Biden và Tập Cận Bình nói chuyện qua điện thoại với nhau lần đầu tiên. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói chuyện qua điện thoại với nhau lần đầu tiên hôm thứ Tư 10 tháng 2. Kể từ khi ông Biden nhậm chức, cả hai nhà lãnh đạo đều gửi lời chúc Tết Nguyên Đán cho nhau, nhưng Tòa Bạch Ốc cho hay là ông Biden còn thúc ép ông Tập về vấn đề thương mại, nhân quyền và vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Cuộc điện đàm diễn ra sau nhiều tuần chuẩn bị giữa hai bên và được thế giới theo dõi chặt chẽ, nhằm biết rõ hơn chính sách của ông Biden đối với Trung Quốc ra sao. Thời gian qua, Bắc Kinh liên tục kêu gọi chính quyền mới ở Washington cải thiện mối quan hệ giữa hai bên vốn trở nên xấu đi dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Theo thông báo từ Tòa Bạch Ốc, hai nhà lãnh đạo còn thảo luận về chiến dịch chống đại dịch COVID-19 cũng như những thách thức chung đối với an ninh sức khỏe toàn cầu, nạn biến đổi khí hậu và ngăn chặn tình trạng phổ biến vũ khí nguyên tử. Và kính thưa quý vị, hôm qua cũng là ngày thứ hai của phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Donald Trump. Trong ngày thứ Tư hôm qua, và cũng là ngày thứ hai của phiên luận tội, Đảng Dân Chủ đã cáo buộc cựu Tổng thống Donald Trump là gieo mầm cho vụ tấn công Quốc hội từ rất lâu trước ngày 6 tháng 1 bằng các tuyên bố vô căn cứ rằng cuộc bầu cử 2020 đã bị đánh cắp. Do đó, thì theo Đảng Dân Chủ, các nhà lập pháp có nghĩa vụ phải buộc cựu Tổng thống chịu trách nhiệm cho hành động của ông. Dân biểu Henry Raskin, trưởng nhóm công tố viên Hạ viện, nói rằng hành động của ông Trump là sự vi phạm nghiêm trọng nhất đối với lời tuyên thệ của một tổng thống. Một công tố viên khác là dân biểu Jose Gesu của Colorado nói rằng chính cựu Tổng thống Trump đã tập hợp và kích động đám đông. Dân biểu Colorado khẳng định là vụ tấn công Điện Capitol không xảy ra một cách ngẫu nhiên, mà là kế hoạch được hướng dẫn rõ ràng rằng người biểu tình phải có mặt tại Hoa Thịnh Đốn vào đúng ngày 6 tháng 1 để phá hoại việc đếm phiếu đại cử tri. Tiếp theo là tin đeo hai lớp khẩu trang có thể chặn tới 92% virus gây COVID-19. Các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ gọi tắt là CDC nói rằng đeo khẩu trang bằng vải bên ngoài khẩu trang y tế như loại màu xanh dùng trong phòng mổ có thể chặn được tới 92.5% các vật thể chứa virus, không cho thoát ra ngoài nhờ ép chặt hơn vào miệng và mũi. Theo bản tin của CDC, bác sĩ Rochelle Walensky, giám đốc CDC nói trong buổi thuyết trình tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Tư 10 tháng 2 rằng kết quả các cuộc thí nghiệm mới đây đã xác định giá trị của các hướng dẫn do CDC đưa ra trước đây rằng mọi người từ 2 tuổi trở lên nên mang khẩu trang khi ra ngoài nơi công cộng hay gặp gỡ trong nhà với những người không ở cùng nhà với mình. Các khẩu trang y tế như loại màu xanh dùng trong phòng giải phẫu thường không ép chặt vào mặt, khiến cho các vật thể nhỏ li ti mang theo virus có thể bắn ra ngoài khi người ta nói chuyện, hắt hơi hoặc ho. Trong khi đó, thì Hoa Kỳ trừng phạt tướng lãnh Miến Điện vì đảo chính. Tổng thống Joe Biden vào hôm thứ Tư cho biết là ông đã phê chuẩn một chỉ thị hành pháp về lệnh trừng phạt mới đối với những người chịu trách nhiệm cho vụ đảo chính tại Miến Điện, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi các tướng lãnh Miến Điện phải từ bỏ quyền lực và trả tự do cho các lãnh đạo dân sự. Ông Biden nói sắc lệnh mới sẽ cho phép chính phủ của ông trừng phạt ngay lập tức các tướng lãnh Miến Điện chỉ huy cuộc đảo chính cùng những quyền lợi thương mại và gia đình của họ. Theo Tổng thống Biden, thì chính phủ Hoa Kỳ sẽ quyết định đợt trừng phạt đầu tiên trong tuần này và đang thực hiện các bước cần thiết để ngăn các tướng lãnh tại Miến Điện tiếp cận số tiền 1 tỷ Mỹ Kim thuộc ngân sách của chính phủ Miến Điện đang được gửi tại Hoa Kỳ. Vụ đảo chính tại Miến Điện là thử thách thức quốc tế đầu tiên của chính phủ mới của Hoa Kỳ, đồng thời cũng nhằm đo lường lời cam kết của ông Biden về việc chú trọng vào vấn đề nhân quyền và hợp tác chặt chẽ hơn nữa với đồng minh trong chính sách ngoại giao. Tiếp theo là tin Bộ Tư pháp yêu cầu Tối cao Pháp viện bảo vệ Obamacare. Bộ Tư pháp báo lên Tối cao Pháp viện vào thứ Tư 10 tháng 2 cho biết là không bảo lưu quan điểm Obamacare là vi hiến dưới thời chính phủ tiền nhiệm. Đây là hành động đảo ngược các chính sách thời tiền nhiệm mới nhất tại cơ quan này kể từ khi Tổng thống Joe Biden chấp chánh. Trong thư thông báo gửi lên Tối cao Pháp viện, ông Edwin Knackler, Phó Tổng Thanh tra Bộ Tư pháp viết trước sự thay đổi chính phủ, Bộ thay đổi quan điểm của hành pháp về vấn đề này. Việc đảo ngược chính sách về đạo luật bảo hiểm với giá phải chăng gọi tắt là ACA, thường được gọi là Obamacare, là điều được dự đoán từ trước. Ông Biden là người đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy Quốc hội chuẩn thuận đạo luật bảo hiểm sức khỏe lịch sử này hồi năm 2010 khi giữ vai trò Phó Tổng thống dưới thời chính phủ Obama.
Và quay sang một bản tin khác cho biết là 11,4 triệu người Mỹ có thể sắp hết được trợ cấp thất nghiệp. Kính thưa quý vị, theo kết quả nghiên cứu mới công bố vào hôm thứ Tư thì khoảng 11,4 triệu người Mỹ sẽ hết được trợ cấp thất nghiệp từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 4 nếu Quốc hội không chuẩn thuận kế hoạch trợ cấp giúp chống COVID-19 khác trong mấy tuần tới. Bản báo cáo công bố vào hôm thứ Tư của The Century Foundation cho biết khoảng 4 triệu người Mỹ thất nghiệp sẽ hết nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp từ giữa tháng 3 và 7,3 triệu người khác không được trợ cấp trong 4 tuần sau đó. Các nhà lập pháp dân chủ bắt đầu trình dự luật trợ giúp chống COVID-19 kế tiếp trong tuần này. Dự luật dựa theo kế hoạch trị giá 1.900 tỷ do Tổng thống Joe Biden đề nghị. Dự luật kêu gọi gia hạn hai chương trình trợ cấp thất nghiệp của liên bang là Pandemic Unemployment Assistance, viết tắt là PUA, và Pandemic Emergency Unemployment Compensation, viết tắt là PEUC, cũng như là tiếp tục trợ cấp 400 Mỹ Kim một tuần của liên bang cho đến hết ngày 29 tháng 8. Và theo kế hoạch của ông Biden thì đề nghị này được tiếp tục trợ cấp đến hết tháng 9. Tiếp theo là tin từ tiểu bang California. California phát hiện người nhiễm biến thể coronavirus Nam Phi. Kính thưa quý vị, các ca bệnh COVID-19 đầu tiên tại California bị nhiễm biến thể virus từ Nam Phi đã được phát hiện tại vùng vịnh. Theo thống đốc Gavin Newsom cho biết vào thứ Tư, và tiếng trước chúng tôi đã nhận báo cáo về các trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể coronavirus xuất xứ từ Nam Phi. Ông Newsom nói, hai trường hợp đã được báo cáo tại các quận hạt Alameda và Santa Clara. Biến thể Nam Phi 501YV2 là một trong vài biến thể gần đây của virus và tất cả đều tiến hóa phần mũi kim protein, tức bộ phận giúp virus xâm nhập tế bào của con người, khiến virus lây lan dễ dàng hơn và kháng cự lại vaccine tốt hơn. Tổng cộng California hiện có 1.500 ca bệnh nhiễm các biến thể coronavirus khác nhau. Vào cuối tháng trước, ca nhiễm biến thể virus Nam Phi đầu tiên tại Hoa Kỳ đã được phát hiện tại South Carolina. Cũng vào thứ Tư, Thống đốc Newsom cho biết là tỷ lệ nhiễm bệnh, tỷ lệ nhập viện và số ca bệnh tại California đang tiếp tục giảm nhanh. Hiện tại tỷ lệ dương tính tại tiểu bang là gần 5% và số ca bệnh mới mỗi ngày là khoảng 8.400 người, giảm đáng kể so với hơn 50.000 người mỗi ngày vào tháng trước. Ngoài ra, tiểu bang cũng đã thực hiện hơn 5 triệu lần chích ngừa. Và quay trở lại bản tin liên quan đến Tổng thống Trump. Kính thưa quý vị, đảng Dân Chủ nói là Tổng thống Trump đã gieo mầm bạo loạn bằng tuyên bố sai trái về bầu cử. Trong ngày thứ Tư cũng là ngày thứ hai của phiên luận tội thì đảng Dân Chủ đã cáo buộc cựu Tổng thống Donald Trump gieo mầm cho vụ tấn công Quốc hội từ rất lâu trước ngày 6 tháng 1 bằng các tuyên bố vô căn cứ rằng cuộc bầu cử 2020 đã bị đánh cắp. Và do đó thì theo đảng Dân Chủ, các nhà lập pháp có nghĩa vụ phải buộc cựu Tổng thống nhận trách nhiệm cho hành động của ông. Dân biểu Amy Raskin là trưởng nhóm công tố viên Hạ viện nói rằng hành động của ông Trump là sự vi phạm nghiêm trọng nhất đối với lời tuyên thệ của một tổng thống. Và dân biểu Raskin thêm rằng các tuyên bố của cựu tổng thống Trump về kết quả bầu cử không được bảo vệ bởi quyền tự do ngôn luận do các tuyên bố này đã sử dụng bạo lực. Một công tố viên khác là dân biểu Jose Negussi của Colorado nói rằng chính cựu tổng thống Trump đã tập hợp và kích động đám đông. Theo ông Negus, cựu tổng thống đã kích động người ủng hộ ông bằng cách liên tục tuyên bố rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp, đồng thời kêu gọi họ tiếp tục đấu tranh. Ông Negus nói, thậm chí các viên chức bầu cử tại Georgia đã bị dọa giết và phải được cảnh sát bảo vệ, nhưng cựu tổng thống Trump vẫn không ngưng các thông điệp vô căn cứ này. Dân biểu Colorado khẳng định là vụ tấn công Điện Capitol không xảy ra một cách ngẫu nhiên, mà là kế hoạch được hướng dẫn rõ ràng, rằng người biểu tình phải có mặt tại Hoa Thịnh Đốn vào đúng ngày 6 tháng 1 để phá hoại việc đếm lại phiếu đại cử tri. Theo lịch trình, thì các công tố viên Hạ viện sẽ có 2 ngày để trình bày phần lập luận của họ. Sau đó, thì các luật sư đại diện cựu tổng thống cũng sẽ có 2 ngày để phản bác lại các lập luận này. Tiếp theo là tin dư luận Israel sốt ruột vì chưa có cuộc điện đàm giữa Biden và Netanyahu. Đã 3 tuần trôi qua kể từ ngày nhậm chức, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vẫn chưa điện đàm cùng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Dù hai bên là đồng minh thân thiết, trong 4 năm qua, Thủ tướng Netanyahu đã có một mối quan hệ rất tốt đối với chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Ông Trump cũng là người có quyết định dời Đại sứ quán Hoa Kỳ về Jerusalem, một bước đi mang tính biểu tượng liên quan tới cái nhìn của Hoa Kỳ về mối quan hệ Israel và Palestine. Ngược lại thì ông Netanyahu được cho là không có quan hệ tốt với người tiền nhiệm của ông Trump, Tổng thống Barack Obama. Trong khi Tổng thống Biden hiện nay từng là Phó Tổng thống dưới thời ông Obama, về lý thuyết thì Israel và Hoa Kỳ vẫn là những đồng minh quan trọng nhất. Hoa Kỳ cung cấp khoảng 3,8 tỷ Mỹ Kim viện trợ quân sự hàng năm và đứng về phía Israel trong vấn đề Palestine.
Vì vậy, sự im lặng về mặt ngoại giao chính thức giữa hai bên tới lúc này đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo hãng tin AP vào ngày 10 tháng 2 cho rằng, phía Israel đang ngày một lo lắng khi lãnh đạo hai bên vẫn chưa liên lạc với nhau kể từ khi ông Biden nhậm chức. Một số lo sợ rằng đây là tín hiệu cho thấy quan hệ giữa Hoa Kỳ và Israel sẽ trở nên nguội lạnh sau khoảng thời gian gắn bó dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Vấn đề Biden-Netanyahu trở nên nóng hơn một phần vì dòng trạng thái trên Twitter của ông Danny Denning, cựu đại sứ của Israel tại Liên Hiệp Quốc hôm 10 tháng 2. Ông Denning liệt kê 10 quốc gia mà ông cho rằng đã nhận cuộc gọi từ ông Biden, kèm theo nội dung liệu giờ là lúc để điện đàm với lãnh đạo Israel, đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ rồi chăng? Ông Netanyahu đang đối mặt với thách thức lớn để tái đắc cử vào tháng 3. Thủ tướng Israel vốn tự hào về mối quan hệ thân cận giữa ông và các tổng thống Hoa Kỳ cũng như nhiều lãnh đạo thế giới khác. Ông Netanyahu cũng kỳ vọng có thể thuyết phục ông Biden trở lại thỏa thuận hạt nhân cùng Iran. Một lần nữa kính mong quý vị đừng rời khỏi làn sóng CBN TV. Chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với tin Việt Nam và giải trí. Cảm ơn quý vị.